Alo, à có này. Ra khán giả xong rồi. Alo, à có này ha. Để mình lấy cái chào là không có micro. Cháu ơi chưa có. Mở mở mic cho cô nhá. Để chào lại nhá. Không có con ơi. Maybe chưa có. Người chưa có nè. Bật bật lớn lớn xong mất hoài thì con tập trung vô hết pin ra không? Mấy tay chào lại. Thì bắt tiên giới thiệu luôn nhé, mất gì mà phải chào lại trời. Chào lại gì đó. 10 lần của em là chào lại 10 lần gì đó. Chào lại 10 lần. Ba mẹ có, lúc đó có. Lúc đó nó có à, lúc đó mới có, lúc mà chửi bậy là lúc đó mới có đó à. Mà các con biết vì sao mà chú nhớ hết tất cả những cái gì trên cuộc đời đi hát 30 năm, năm nay là chú được 30 năm, tròn 30 năm. Cái năm nay chú có nhiều cái may mắn lắm. Là bởi vì chú vào nghề từ năm cuối năm 1989. Là chú rời Huế, chú về Nha Trang, chú hoạt động.